Jin Tuấn Kiệt mang 14 cháp sính lễ hỏi cưới Puka, hơn 500 triệu và 20 cây vàng khiến ai cũng hốt hoảng. Sáng sớm 16 tháng 11, lễ xin dâu của Puka và Jin Tuấn Kiệt diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp. Dàn sao Việt như BB Trần, Hải Triều, Quỳnh Lý, Trương Thế Vinh, Minh Dự xuất hiện trong dàn B cháp nhà trai, còn Cara Phương, Nam Thư, Lily ở đội hình nhà gái. Siêu mẫu Minh Tú và Jun Phạm đảm nhận vai trò phù dâu phù rể cho đám cưới đồng nghiệp. Mới đây, Trương Thế Vinh hé lộ cận mâm 14 mâm cháp cưới của Jin Tuấn Kiệt chuẩn bị để mang sang nhà Puka. Có thể thấy những món đúng với phong tục nghi thức như trà, bánh, heo quay, trái cây, trầu cau, rượu đều có đầy đủ. Đặc biệt, Jin Tuấn Kiệt còn ghi điểm rể miền Tây khéo nịnh vợ khi chọn họa tiết các mâm cháp có hình hoa sen, loài hoa đặc trưng của Đồng Tháp. Đáng chú ý nhất trong dàn mâm cháp của Puka và Jin Tuấn Kiệt chính là sính lễ 10 sấp tiền mặt và hộp trang sức. Cụ thể, nhà Jin Tuấn Kiệt mang 500 triệu tiền mặt, 20 cây vàng, tầm 1,2 đến 1,3 tỷ để rước cô dâu về dinh. Trước đó, mẹ Jin Tuấn Kiệt đã tặng con dâu bộ nữ trang 2 tỷ trong lễ ăn hỏi. Ngoài ra, dù là đám cưới Puka Jin Tuấn Kiệt, nhưng khán giả ăn cưới online, ai nấy đều theo dõi nhất cử nhất động của Lê Dương Bảo Lâm. Sau đám cưới của hai diễn viên, Dương Lâm có một danh xưng mới, phóng viên thường trực lễ cưới. Và kết quả không làm người hâm mộ thất vọng khi anh Dương Lâm Đồng Nai xuất hiện với tiểu phẩm vô cùng ấn tượng tại đám cưới Đồng Tháp. Thay vì lên đồ chỉn chu như khi dự hai đám cưới trước, thì Lê Dương Bảo Lâm ăn diện như bản sao HKT. Nam diễn viên đã đến Đồng Tháp từ sớm để mua sắm quần áo, vòng vàng pha ke với mục đích quyết tâm phải đeo nhiều vàng hơn cô dâu mới. Hình ảnh mà anh chọn lựa để xuất hiện trong lễ cưới được lấy cảm hứng từ những anh báo Evisu. Với tạo hình có 102 này, người hâm mộ cứ ngỡ đang được coi hình cưới từ những năm xưa cũ. Không những thế, Lê Dương Bảo Lâm quyết tâm cho tất cả khán giả của mình cùng dự đám cưới online khi anh liên tục cập nhật tình hình bằng những clip vlog, hình ảnh rõ nét về từng động thái trong buổi lễ. Nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh dàn khách mời chụp cùng cô dâu chú rể có chú thích nội dung hài hước. Theo chia sẻ đáng yêu từ Puka, cô là con gái được cả họ trông mong lấy chồng nên không thể bỏ lỡ ngày cưới dưới quê Đồng Tháp. Nữ diễn viên tỏ ra ái ngại khi mời bạn bè đi đám cưới đến 3 lần. Cô nghĩ chắc mọi người sẽ chỉ đi một lần thôi vì chính bản thân cô cũng phiền, nhưng sau cùng lại nhận được tình yêu thương của mọi người quá nhiều. Bạn bè của Puka Jin Tuấn Kiệt ngược lại không hề cảm thấy phiền mà còn sơ hở là tiểu phẩm đi ăn cưới với khí thế nhiệt huyết. Ngoài Lê Dương Bảo Lâm, các nghệ sĩ khách mời khác cũng không chịu lép vế. Ai nấy đều lựa cho mình một vai diễn để tạo nên một bức tranh tiểu phẩm đám cưới miền Tây thật đặc sắc. Không hề kém cạnh anh trai Evisu, Lê Nhân chị Kano cũng tạo điểm nhấn mạnh mẽ khi mặc luôn trang phục pyjama đi ăn cưới. Dàn sao nữ như Nam Thư, Lâm Vĩ Dạ, Nguyên Thảo chọn diện áo bà ba đúng với yêu cầu của cô dâu chú rể. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm còn gây cho khán giả sự hứng thú khi tiết lộ sẽ đảm nhận vai trò MC vào lễ cưới ngày 16 tháng 11. Sáng sớm, nam diễn viên đã súng xính áo quần để vào vai người dẫn chương trình cho lễ cưới miền Tây hoành tráng nhất năm. Cặp đôi chia sẻ, đám cưới tại Đồng Tháp được siết chặt an ninh, khách mời di chuyển vào nhà cô dâu phải có thiệp cưới hoặc phải xác minh rõ ràng mối quan hệ với gia chủ. Bên trong đám cưới, đội ngũ an ninh được bố trí dày đặc để bảo vệ hình ảnh của nghệ sĩ. Khách mời tham gia đám cưới hạn chế tương tác gần gũi, quay phim hay chụp ảnh với nghệ sĩ. Đại diện ekip của cặp đôi cũng cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ khách mời, họ đã thuê đội ngũ vệ sĩ bảo vệ an ninh cho đám cưới, tránh xảy ra tình huống quấy rối, gây mất trật tự khi nhiều người tụ tập hoặc các YouTuber, TikToker chụp hình quay clip. Để giải thích cho việc tổ chức đám cưới nhiều lần, Puka đã giải thích. Lúc đầu Puka không nghĩ làm nhiều đến như vậy đâu, nhưng do lịch trình, ngày lành tháng tốt cho đám cưới, rồi mỗi nơi phải chuẩn bị khác nhau nên thành ra kéo dài ra. Lúc đầu, Puka rất thích tổ chức một đám cưới ngoài biển. Đám cưới là sự kiện trọng đại mà. Đời người con gái chỉ có một lần nên mình phải ưu tiên điều mình thích chứ. Thì Puka có chia sẻ với Jin và cả hai quyết định tổ chức một đám cưới ở biển để chung vui với gia đình bạn bè và những anh chị em đã đồng hành cùng hai đứa trong suốt 4 năm qua.
Còn buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh là buổi tiệc ở nhà trai, anh Jin là con trai một, nên nhà bắt buộc phải có một đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh để họ hàng đến chúc phúc. Còn Puka cũng là con gái, được cả họ trông mong lấy chồng nên không thể bỏ lỡ ngày cưới dưới quê Đồng Tháp, nhờ vậy mà có ba nơi. Được biết, Puka và Jin Tuấn Kiệt tuy là những nghệ sĩ trẻ của VBiz nhưng lại có nhiều năm hoạt động trong nghề. Đặc biệt, sự duyên dáng hài hước của cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả lẫn tiền bối. Nhờ vậy mà nhiều lời mời đi show, đóng phim vẫn tìm đến cặp đôi. Puka từng chia sẻ lúc trước, hoàn cảnh nhà cô có điều kiện khá giả. Tuy nhiên, khi cô vừa muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, thì công việc kinh doanh của gia đình thua lỗ dẫn đến phá sản. Puka cho biết nhà mình bỗng nhiên nghèo đi khiến việc trang trải chi phí đi học của cô càng thêm khó khăn. Tuy nhiên sau này, nhờ chăm chỉ làm nghề, Puka ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ ảnh đi ăn sang trọng, đi du lịch thư giãn và giúp đỡ tiền cho gia đình. Trong khi đó, Jin Tuấn Kiệt được biết đến là con trai một trong gia đình nên luôn nhận được nhiều sự chăm chút của người thân. Tuy hiếm khi flex về mức độ giàu có, nhưng nhiều netizen đã soi được hoàn cảnh gia đình Jin Tuấn Kiệt không phải dạng vừa. Đặc biệt là trong lễ gia tiên, mẹ Jin Tuấn Kiệt đã trao tặng bộ trang sức kim cương 2 tỷ đồng cho con dâu Puka, khiến ai cũng trầm trồ. Theo hình ảnh Puka mới chia sẻ, có thể thấy khung cảnh đám cưới miền quê của cô và Jin Tuấn Kiệt được trang hoàng trong một biệt thự hoành tráng với khoảng sân vườn rộng rãi. Đồng thời, hình ảnh về chiếc cổng cưới long phụng cũng được hé lộ, khiến ai nấy đều phải suýt xoa. Chiếc cổng cưới này được xem là đặc sản của miền Tây sông nước vì được làm thủ công từ các vật liệu như thân, lá và đọt non của cây dừa nước, lá cọ, trầu cau. Nhiều người còn cho rằng chi phí để thực hiện chiếc cổng cưới long phụng như thế này là không hề nhỏ. Một điều đặc biệt mà khán giả ấn tượng không kém về đám cưới Puka và Jin Tuấn Kiệt chính là độ chịu chơi khi đầu tư đến 6 bộ hình cưới với nhiều concept khác nhau. Dù theo phong cách nào thì cô dâu chú rể cũng thể hiện sự ngọt ngào hạnh phúc, khiến người xem phải suýt xoa, ngưỡng mộ.